bóng tối kinh hoàng. Are You Afraid of the Dark? Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Trạch Thiên. Tập 9. Tanner chọn được Flint là do ở chỗ hắn hăng say với công việc xếp giao. Tanner nhớ lại lần đầu tiên Flint được giao việc trong chuyến đi tốc hành qua Tokyo. Dặn phi công là khởi động chiếc Challenger, chuẩn bị đi Tokyo. Chuyến này chỉ có hai người, lệnh được ban ra nhằm lúc khẩn trương nhưng phải thi hành ngay, không được giao cho ai khác hơn. Tanner sắp xếp gặp gỡ Akira Iso lúc ông đến Tokyo, đặt phòng tại khách sạn Okura Hotel. Lúc đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương, Tanner tính toán công việc sắp tới. Ngay lúc phi cơ hạ cánh, ông tính toán công việc trong tình huống chắc thắng. Từ sân bay Narita về Tokyo mất một tiếng, ông ngạc nhiên nhìn thấy quang cảnh vẫn như xưa, trầm lặng. Akira Iso ngồi đợi ông tại nhà hàng Fumiki Mashimo. Iso tuổi trạc 50, khuôn mặt xương xẩu, mái tóc hoa râm, hai mắt sáng tinh anh. Nhắc thấy Tanner, ông đứng lên chào. Rất hân hạnh được gặp ngài. Thiệt tình tôi phải ngạc nhiên khi được ông nhắc tới. Làm sao ông phải lặn lội tới đây? Tanner nhếch mép cười. Tôi là người mang tin lành đến cho ông, nên không tiện nói trên máy. Tôi muốn nhìn thấy ông thành đạt và giàu có. Akira nghe nói lấy làm lạ. Thật vậy sao? Người phục vụ bước tới chào khách. Ta gọi món gì đã rồi bàn việc chứ. Xin nhường ông Kingsley. Ông biết món cơm Nhật chưa hay để tôi gọi? Cảm ơn, để tôi gọi. Ông thích món sushi. Dừng. Tanner quay lại dặn người phục vụ. Cho tôi mấy món hamachi, temaki, kabashira và amaebi. Akiro Iso cười thích thú. Khá lắm. Ông nhìn người phục vụ. Cho tôi mấy món đó. Trong bữa ăn, Tanner gợi chuyện. Ông đang làm cho một hãng nổi tiếng, tập đoàn đệ nhất công nghiệp Tokyo. Ông quá khen. Ông làm việc được bao lâu? 10 năm. Khá lâu. Tanner nhìn sâu vô mắt Akira nói. Đúng ra ở lâu năm phải xin chuyển đi. Ủa, sao tôi phải xin đổi đi, thưa ngài Kingsley? Bởi tôi sẽ đề nghị ông một chỗ làm mà chắc là ông không thể từ chối. Lương tháng ông làm bao nhiêu tôi không rõ. Tôi sẽ trả gấp đôi số lương hiện tại nếu ông muốn về làm tại cơ sở Kaiji. Thưa ngài Kingsley, tôi không thể bỏ đi. Sao vậy? Nếu ông còn hạn hợp đồng, tôi sẽ tìm cách dàn xếp. Akira buông đũa xuống. Thưa ngài Kingsley, tại nước Nhật, nếu đang làm cho một công ty thì nơi đó như nhà mình. Nếu không còn làm nữa, công ty sẽ lo suốt đời. Tôi muốn chuyện tiền bạc. Tôi muốn đề nghị ông... Không, Asia Seishin. Ông nói sao? Tức là chữ tính còn hơn cả tiền của. Akira chăm chú nhìn. Ông thấy lạ, hỏi. Sao ông muốn chọn tôi? Bởi tôi được nghe nhiều điều lý thú về ông. Tôi e là ông phải lặn lội tới đây mà không được gì, ông Kingsley. Tôi sẽ không bỏ công ty mà đi. Ông nên thử thời vận một chuyến. Tôi nghĩ không có ân oán gì với công ty. Tanner ngồi dựa ra sau, nhếch mép cười. Làm gì có, ở nơi tôi giá mà tất cả cũng muốn giữ chữ tín như ông. Ông sực nhớ lại. Dù sao, tôi có đem theo đây một món quà dành cho ông và gia đình. Chốc nữa sẽ có người mang tới khách sạn. Người mang quà tới là Harry Flint. Người bộ phòng phát hiện xác ông Akira treo cổ bên trong tủ quần áo. Kết quả giám định nạn nhân tự tử. Chương 24. Mandarin Hotel là một khách sạn rẻ tiền 2 tầng lầu nằm ngay trung tâm khu phố Tàu, cách khu phố Mott Street không bao xa. Kelly và Dan vừa bước xuống taxi,
Đang nhìn qua bên kia, thấy tấm bảng affix quảng cáo cỡ lớn, hình ảnh Kelly mặc bộ đồ ngủ xinh đẹp, trên tay cầm lọ nước hoa. Đang ngạc nhiên nhìn theo. Bà đấy hả? Kelly nói, bà nhìn lầm, vì mưu sinh tôi phải làm, Stevens, tôi không phải như vậy đâu. Ngắm nhìn lại mình, Kelly bước vô bên trong khách sạn. Đang dùng dằn bước theo sau. Người nhân viên tiếp tân đang ngồi đọc báo bên trong quầy. Đang nói, chúng tôi cần một phòng ở lại qua đêm. Anh chàng ngước nhìn hai khách hàng ăn mặc lịch sự rồi nói lớn tiếng. Ở lại đây. Dạ có. Gã đứng lên. Gã nhìn bề ngoài khách hàng. Ở đây giá phòng 100 đô la. Kelly há hốc mồm. 100? Đang xen vô. Vậy cũng được. Quý bà trả tiền trước. Đang mở dí rút mấy tấm giấy bạc đưa ra. Bàn giao ngay chìa khóa. Phòng số 10. Đi thẳng rồi rẽ bên trái. Hai bà có hành lý. Đang nói, tí nữa sẽ mang tới đây. Quý khách cần gì gọi máy hỏi Lin. Kelly nói, Lin hả? Dân, tên người bộ phòng. Kelly ngẩn ngơ. Thì ra. Khách trọ bước đi ngang qua dãy hành lang đèn mờ. Kelly hỏi, bà trả tiền nhiêu giấy? Một nơi ta cần ẩn náu đáng giá là bao nhiêu? Tôi thấy chỗ này cũng chưa phải yên. Thì cứ dậy đi đã rồi sẽ tính sau. Cậu chớ lo, đã có ông Kingsley lo rồi. Đến trước cửa phòng số 10, Dan lấy chìa ra mở bước vô nhìn căn phòng trống trải bốc mùi, dường như lâu ngày không có khách trọ. Phòng hai giường, tấm ra trải nhầu nhò, hai chiếc ghế cũ kỹ bên chiếc bàn trầy xứ lỗ chỗ. Kelly đứng nhìn quanh. Phòng nhỏ hẹp trông chẳng ra hồn, chắc là không người lo dọn dẹp, sờ tay lên chiếc gối bụi bay đầy. Bao lâu Lin mới đi qua chỗ này? Ta chỉ ở một đêm thôi. Dan nói cho nàng yên tâm. Tôi phải gọi ông Kingsley. Kelly nhìn theo Dan bấm số máy ghi trên tấm danh thiếp Tanner Kingsley đưa hôm nọ. Người nghe nhấc máy. Tanner Kingsley, tôi nghe. Dan thở ra một hơi. Chào ông Kingsley, tôi là Dan Stevens. Xin ông cảm phiền. Có bà Harris với tôi đang cần nhờ ông một việc. Bọn xấu đang rình rập đòi giết hai chúng tôi. Vậy là sao? Chúng tôi cần tìm chỗ ẩn nấp. Cảm ơn bà Stevens. Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi biết rõ vụ này do ai cầm đầu. Bà không lo bị quấy rầy nữa đâu. Từ nay tính mạng hai bà đảm bảo an toàn. Đàn nhắm hai mắt lại. Lạy Chúa. Nàng nghĩ. Ông có thể cho biết là ai? Lúc nào gặp nhau tôi sẽ cho bà hay. Bà cứ ở một chỗ. Trong vòng nửa giờ nữa sẽ có người tới đón. Nghĩa là... Máy bị cắt ngang. Đàn buông máy nhìn Kelly, mặt mày hớn hở. Tin vui, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Ông ta nói sao? Ông ta biết rõ hết vụ này do ai cầm đầu. Từ nay ta cứ yên tâm. Kelly thở ra một hơi dài. Khá lắm, vậy là tôi có thể về Paris lặp lại cuộc đời. Nửa giờ nữa sẽ có người tới đón. Kelly nhìn quanh gian phòng bẩn thỉu, thật khó mà bỏ đi được, nàng nói mỉa. Dan quay lại, giọng hờ hững. Kể cũng lạ. Lạ sao nhỉ? Trở về lại chốn xưa, không còn Richard. Tôi nghĩ phải tính làm sao để mà... Thì đừng làm! Kelly quát khiến nàng giật thót người. Đừng cho tôi về lại đó, kẻo rồi lại cô đơn. Tôi không dám mơ tới ngày đó. Với tôi, Mark là tất cả, là lẽ sống không thể thiếu vắng. Dan nhìn khuôn mặt Kelly đờ đẫn, ngẫm nghĩ chẳng khác nào một pho tượng đá khoe bên ngoài một vẻ đẹp lạnh lùng. Kelly nhìn lại và ngồi xuống giường quay lưng về phía Dan. Nàng nhắm nghiền mắt, cố quên hết nỗi đau trong lòng. Dời đi, dời dần. Kelly đang dạo bước trên bờ sông với Mark, nói năng đủ thứ chuyện và chưa bao giờ nàng tìm thấy được những giây phút thoải mái bên anh như lúc này. Nàng quay qua mắt. Tối mai sẽ có cuộc triển lãm tranh. Anh có thích mấy? À, rất tiếc Kelly. Tối mai anh bận việc. Kelly bất chợt thấy máu gan nổi lên. Thì bận hẹn người khác vậy? Nàng cố giữ vẻ mặt bình thản. À không, anh chỉ có một mình. Tối hôm đó có tiệc lớn. Anh nhìn thấy Kelly biến sắc. Anh...
Anh dự tiệc do các nhà khoa học chiêu đãi, em sẽ thấy nhàm chán thôi. Em à, anh nghĩ vậy thôi, ngồi lại nghe họ nói chuyện thấy quá xa lạ với em. Em có thể nghe hiểu được hết. Kelly nói, động tự ái, anh thử mời em một bữa. À, thiệt tình, anh không dám. Em dư sức hiểu, anh giữ tự nhiên. Anh thở ra một hơi. Thôi được, Anatrisology, Malacostracology, Anorodograph, Tara. Kelly hết hồn. Chào ơi, mấy thứ chữ nghĩa đó. Anh biết em không thích nghe, nhắc làm gì. Anh nghĩ bậy, em thích chứ, bởi vì anh cũng thích. Kelly nghĩ. Buổi yến tiệc chiêu đãi tại khách sạn Prince de Galles được xem như là một sự kiện trọng đại. Bên trong gian phòng lớn chứa 300 thực khách, có cả nhiều quan chức tai to mặt lớn. Một thượng khách ngồi ở dãy bàn phía trên gần bên Mark và Kelly là một nhân vật tư cách diện mạo sáng sủa. Tôi là Sam Meadows. Ông tự giới thiệu với Kelly. Tôi được nghe nói nhiều về bà. Tôi cũng được nghe nói nhiều về ngài. Nhờ Mark tôi được biết ông là một người thầy và bạn thân thiết. Kelly đáp. Sam Meadows tươi cười. Tôi rất vinh dự là bạn của Mark, là một người có cá tính đặc biệt. Tôi được cộng tác với ông một thời gian dài. Một người chịu khó. Mark nghe nói chơi giới. Anh xen vô. Mời ông dùng rượu vang. Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu. Buổi phát biểu bắt đầu. Mark đã tiên liệu trước buổi tiệc hôm nay chẳng mấy thích thú cho Kelly. Các giải thưởng được phân phát và Kelly nhìn thấy người nhận đang phát biểu bằng thứ tiếng Swahili. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt Mark hớn hở, Kelly hài lòng. Nhìn quanh trên bàn đã được dọn dẹp tươm tất, vị chủ tịch Viện Khoa học Pháp đứng trên sân khấu, mở đầu bằng những lời khen ngợi thành tựu khoa học do nước Pháp đã đóng góp năm vừa qua, và không chờ đến lúc kết thúc buổi phát biểu, ông giơ cao bức tượng vàng xướng tên Mark Harris. Vừa nghe, Kelly hiểu ngay Mark là cái đinh trong buổi tiệc tối hôm nay. Ông tỏ ra khiêm nhượng với nàng, đề nghị nàng không nên tới đó. Nàng nghĩ thầm, nhìn Mark đang bước lên bục giữa tiếng vỗ tay của quan khách. Kelly nói với Sam Meadows, tôi không ngao ngáy nói gì về chuyện này. Meadows tủm tỉm cười. Mark là vậy, bà biết là ông yêu bà tha thiết lắm không? Ông đòi cưới bà cho được. Ngưng một lúc, Meadows nói tiếp, tôi nghĩ bà không làm cho ông thất vọng. Ông nhìn Kelly một lúc. Nghe vậy, Kelly thấy chột dạ. Nàng không thể lấy Mark. Ông là một người bạn chân thành, nhưng nàng đã tính chuyện thương yêu gì đâu. Nàng đã làm gì? Nàng không muốn để ông thất vọng. Thà đừng gặp nhau nữa. Ta không thể thỏa mãn được những gì cho một người đàn ông đang mong đợi. Nàng biết nói gì. Bà nghe thấy tôi nói gì chưa? Đèn quát vô bên tai khiến Kelly tỉnh cơn mê. Gian phòng khiêu vũ rực rỡ tan theo giấc mộng. Nhìn lại thấy mình nằm bên trong căn phòng tồi tàn ở khách sạn, bên cạnh một người bạn đồng hành không hẹn mà gặp. Gì vậy? Đèn hối hả. Tanner Kingsley sẽ cho người đến đón trong nửa giờ nữa. Ừ, vậy là... Không nghe ông ta hỏi thăm mình đang ở đâu. Ông ta tưởng là đang còn ở lại nhà cậu. Không, tôi đã báo cho ông ta biết bọn mình đi tìm nơi nương thân rồi. Hai người lặng thinh trong chốc lát, chợt Kelly xì ra một tiếng thở dài. Ôi, hả? Cả hai đưa mắt nhìn theo chiếc đồng hồ để ở đầu giường. Người nhân viên tiếp tân ngước nhìn Flynn bước vô khách sạn Mandarin Hotel. Ông cần gì ạ? Nhìn thấy Flynn nhếch mép cười, gã lịch sự đáp lại. Vợ tôi đi cùng người bạn mới tới đây đăng ký ở lại. Vợ tôi người tóc vàng, còn người kia tóc đen, ở phòng số mấy? Phòng số 10, nhưng ông không thể lên đó, ông cần gọi máy. Flynn chỉ khẩu súng ngắn Ruger nòng 45 gắn ống hãm thanh dí vô trước trán anh chàng nhân viên. Flynn xô ngã người kia, nhào tới đi thẳng vô trong tay lâm la khẩu súng. Lên tới trên phòng số 10, hắn lùi lại lấy trớn nhào tới hút dây, cửa bật tung, hắn bước vô trong.
Bên trong trống trơn, Flint nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong buồng tắm cửa khóa. Hắn bước tới đẩy cửa ra, vòi nước chảy xiết, tấm màn che thấy lay động. Flint nhắm bắn 4 phát vô tấm màn, không nghe thấy gì, hắn giơ tay kéo phăng qua một bên. Không còn ai bên trong. Bên trong quán ăn bên kia dãy phố, Dan và Kelly ngồi nhìn chiếc xe Flint vừa lái tới. Hắn bước xuống đi vô trong. Kelly nói, lạy Chúa, chính hắn đòi bắt tôi đi theo. Hai người ngồi chờ xem. Flint bước trở ra sau ít phút, nụ cười trên môi, mặt mũi nhìn bặm trợn. Kelly nhìn qua Dan. Ta thoát được một cửa ải, giờ tính chạy đi đâu? Ta bỏ đây đi thôi. Đi đâu? Bọn chúng bủa vây khắp nơi, nhà, trạm xe buýt. Dan ngẫm nghĩ một hồi. Tôi nhớ ra một nơi bọn chúng khó vô tới được. Để tôi nghĩ coi. Chỉ có ngồi trên phi thuyền bay. Chương 25. Báo xuất bản buổi sáng loan cùng một cái tin như nhau. Một đợt hạn hán ở nước Đức làm thiệt mạng gần 100 người, thiệt hại mùa màng lên tới hàng triệu đô la. Tanner nhấn nút gọi Cathy. Gửi bài này tới văn phòng thượng nghị sĩ Van Leeuwen, ghi chú thêm, báo cáo hiện tượng trái đất ấm dần lên, trân trọng kính chào. Khách sạn Wilton Hotel dành riêng mấy bà khác xa khách sạn Mandarin. Một tòa nhà 5 tầng lộng lẫy xây theo lối hiện đại. Lối đi vô cổng có mái che màu xanh mát mẻ. Tại bàn tiếp tân, Kelly và Diane đứng chờ đăng ký khai tên giả. Người nữ tiếp viên quầy giao chìa khóa cho Kelly. Phòng 424, bà có mang theo hành lý không? Không, chúng tôi... Diane nói xen vô. Hành lý chúng tôi thất lạc. Chốc nữa chồng tôi đến đây đưa đi. Bà có thể cho ông lên trên phòng để... Người nữ tiếp tân lắc đầu. Không thể được. Nội quy không cho phép các ông lên phòng. Dan nhìn Kelly cười trừ. Thì ra vậy. Nếu bà muốn thì có thể gặp các ông ở dưới này. Không sao. Nếu không gặp được đành chịu thôi. Phòng 424 được bố trí đẹp mắt. Phòng khách bày một ghế sofa, bàn ghế đầy đủ, tủ đứng, buồng ngủ, 2 giường đôi. Đang nhìn quanh. Đẹp quá nhỉ? Kelly nói mỉa. Ta muốn đi tới đâu nữa, mai được ghi vô sách kỷ lục Guinness nửa tiếng đồng hồ một khách sạn. Vậy thì, bà có chương trình nào mới lạ hơn? Kelly khinh khỉnh nói. Chả có gì, khác nào trò đùa mèo dân chuột, ta là lúa chuột. Đang nói. Kể cũng lạ. Bọn người phục vụ cho cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới bày trò săn đuổi đòi lấy mạng 2 người. Thôi, đừng nghĩ tới nữa. Nói dễ hơn làm, đem mấy cái đầu ở cơ sở KIG ra là món chả trứng phải to bằng một bang Kansas. Ta nên nghĩ lại kỹ. Kelly cau mày nói. Ta cần trang bị một món vũ khí, bà biết bắn không? Không. Khỉ thật, tớ cũng chả biết. Không sao. Không cần súng. Bà có học võ karate? Không, nhưng mà có tham gia trổ tài tranh luận trong trường học. Dan nghiêm giọng nói. Tôi có thể thuyết phục bọn chúng từ bỏ ý định giết người. Khá lắm. Dan bước tới bên cửa sổ, nhìn dòng xe xuôi ngược trên phố. Bất chợt, nàng trố mắt, há hốc mồm, kêu một tiếng. Chao ơi! Kelly vội chạy tới. Sao vậy? Bà nhìn thấy ai? Dan miệng mồm khô khốc. Một gã đàn ông vừa đi ngang qua. Trông mặt mũi giống Richard. Ngay tức thì tôi... Nàng quay mặt lại. Kelly ra mặt bực bội. Bà chờ tôi tìm người trổ tài bắt ma quỷ giùm cho. Dan toan buộc miệng nói gì đó. Nghĩ sao bỏ đi. Nàng nghĩ. Để được gì? Ta sẽ đi khỏi chỗ này thôi. Kelly đứng nhìn Dan, ngẫm nghĩ. Sao bà không chịu lấy cỏ ra để hãy giờ cho qua chuyện?
Flint liên lạc trên máy di động với Tanner, khí sắc bừng bừng. Tha tội cho tôi, thưa ngài Kingsley. Bọn chúng vừa bỏ đi khỏi khách sạn Mandarin. Bọn chúng đã biết trước. Tanner giận xanh mặt. Hai con quỷ cái muốn chơi xỏ ta một vố đây. Chơi ta à? Ta ra lệnh cho cậu quay về. Ông đập máy xuống bàn. Andrew nằm nghỉ trên chiếc ghế sofa trong văn phòng. Tâm trí hướng về một sân khấu tại nhà hát lớn Stockholm. Quan khách vỗ tay chúc mừng. Andrew! Quan khách đồng thanh hô to, âm gian tiếng gọi dội lại khắp nhà hát. Ông bước chân lên bục, tai còn nghe tiếng vỗ như sấm lúc nhận giải thưởng từ tay nhà vua Thụy Điển Carl 14 Gustav. Lúc giơ tay ra nhận giải Nobel, ông nghe một tiếng chỉ động. Andrew, quần không kiếp, đến đây! Hình ảnh nhà hát lớn Stockholm mờ nhạt dần. Andrew đang ở trong văn phòng nghe Tanner gọi tên. Hắn đang cần nhờ ta. Andrew thích thú nghĩ. Ông ngồi dậy bước qua văn phòng người em trai. Có tôi đây. Tanner quát. Dừng, nghe rồi, ngồi xuống đó. Andrew kéo ghế ngồi. Tôi có mấy điều muốn nói lại cho anh, chia rẽ để chinh phục. Gã lên mặt danh giáo. Tôi biết là Diane Stevens nghi cho mafia giết chồng bà và Kelly Harris đang còn phân vân liệu có một nàng tên là Olga hay không. Anh nghe rõ chưa? Andrew hờ hững đáp. Ừ. Tanner bước tới vỗ vai người anh. Anh là người có tài nghĩ ra sáng kiến. Tôi có mấy việc trước giờ chưa nói ra với ai. Tôi muốn nói ra hết bởi anh quá ngốc nghếch chả hiểu gì. Ông nhìn sâu vô hai mắt Andrew lờ đờ. Không nghe, không biết, không nói. Tanner đổi ra giọng nghiêm trọng. Chúng ta còn một việc cần giải quyết. Hai người đàn bà mất tích, bọn chúng biết ta đang truy đuổi, đòi mạng, nên tìm mọi cách lẩn trốn. Họ chạy đi đâu hả Andrew? Andrew ngồi nhìn người em trai. Tôi chả biết gì. Có hai cách để lý giải. Một là dựa theo phương pháp Descartes, đúng logic, từng bước một. Ta thử tìm cho ra lẽ. Andrew lờ đờ nhìn lại nói. Dù cậu có nói thế nào. Tanner lê bước lui tới. Bọn chúng lo sợ cho tính mạng nên không dám trở lại căn hộ nơi Stevens ở. Ta đã cho bao dây bên ngoài. Kelly Harris không có ai thân thiết ở Mỹ. Cô ta sống ở Paris bao lâu nay, không dám tin vào ai có thể lo cho mình. Ông nhìn người anh. Anh có chịu theo tôi không? Andrew chớp chớp mắt. Ờ, có, Tanner. Nghe đây, liệu Dan phải nhờ cậy bạn bè giúp đỡ? Tôi không cho vậy đâu, chẳng khác nào leo lên lưng cọp. Có thể bọn chúng đã tới cảnh sát khai báo. Làm vậy, mấy tài mật thám họ cười cho. Vậy thì bọn chúng sẽ nghĩ mưu tính thế nào đây? Ông nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một lúc mới nói ra. Tất nhiên, bọn chúng phải nhớ ra mấy chỗ sân bay, nhà ga, bến xe buýt. Ở mọi nơi ta đều cho tai mắt theo dõi. Ta còn nhớ chỗ nào nữa? Cậu muốn cho thế nào cũng được, Tanner. Bọn chúng chỉ còn một nơi ẩn náu trong khách sạn thôi. Andrew, một nơi an toàn. Khách sạn cỡ nào mới được? Bọn chúng đang tìm đường thoát thân. Trong cơn lao đao về số phận, cho nên không kể là khách sạn hạng nào, mọi nơi đều có quan hệ với tổ chức của chúng ta. Không khéo sẽ bị lộ tẩy. Không nơi nào được cho là an toàn. Cậu còn nhớ vụ Sonja Wertburger ở Berlin? Ta tìm ra tung tích nhờ theo dõi tin nhắn trên Internet. Nàng tìm rõ khách sạn Artemisia Hotel dành riêng cho mấy bà, tưởng đâu là an toàn. Đấy, tôi vừa nghĩ tới chuyện hai con quỷ cái Stevens và Harris sẽ làm theo y như vậy. Ta còn nghĩ ra được điểm nào khác hơn? Ông nhìn qua người anh trai. Andrew hai mắt nhắm lại. Ông vừa chợp mắt buồn ngủ. Trong cơn tức giận, Tanner nhào tới, tát vô mặt một cái. Andrew giật nảy mình. Cái gì vậy? Tôi nói anh phải lắng nghe chứ, đồ ngu. Tôi xin lỗi, Tanner. Tôi mới vừa... Tanner chỉ tay về phía dàn máy tính. Nhìn đây, ta sẽ theo dõi có bao nhiêu khách sạn dành cho mấy bà ở Manhattan. Tanner lướt nhanh trên Internet cho in ra mấy bảng. Ông đọc to lên.
khách sạn Carmelo Central Mana, Parkside Evangeline, Wilton Hotel dành cho mấy bà. Ông ngước nhìn lên, mặt mày hớn hở. Ta suy đoán theo logic của phương pháp Descartes. Bọn chúng phải ở lại đó, Andrew. Nào, ta xem thử dựa vô công nghệ nào giúp ta tìm ra được. Tanner bước tới chỗ trang bức tranh trên tường phía sau nhấn nút. Một mảng tường nhích qua một bên, màn hình vô tuyến hiện ra tấm bản đồ thành phố Manhattan. Anh nhìn vô đây nhớ ra chứ, Andrew. Anh biết sử dụng và thành thạo hơn nữa kia. Đây là hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ vậy, ta có thể xác định vị trí từng người hiện có mặt trên hành tinh này. Anh nhớ ra chứ? Andrew gật, cố giữ tỉnh táo. Lúc mấy bà vừa rời khỏi đây, tôi đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp trong có gài một con bọ chip máy tính nhỏ xíu bằng một hạt cát. Nó thu và phát tín hiệu vệ tinh. Khi mở máy định vị, ta sẽ xác định vị trí hai người đó đang ở chỗ nào. Anh hiểu chứ? Andrew nói, à, tôi hiểu, Tanner. Tanner nhìn lại trên màn hình, nhấn thêm một cái nút khác. Một chấm sáng vừa lóe lên trên bản đồ chỉ xuống vạch bên dưới, dừng lại một khu vực khoanh vùng nhỏ xíu, lan rộng ra xa hơn. Một chấm màu đỏ chạy dài theo vạch tên đường phố, chiếu sáng tên bảng hiệu từng nơi. Tanner giơ tay chỉ lên. Đây là phố Westford, 10th Street. Chấm sáng màu đỏ lần theo tới phía trước. Nhà hàng Tequila, nhà thuốc Tây, bệnh viện St. Vincent, Banana Republic, nhà thờ Đức Bà. Đèn tín hiệu dừng lại, chợt thấy mặt mũi Tanner hớn hở nói. Và đây là khách sạn Wilton Hotel dành cho mấy bà. Lối suy đoán của tôi hoàn toàn hợp logic. Tôi đoán đúng, anh thấy chưa? Andrew liếm môi. À, cậu đoán đúng. Tanner nhìn lại. Anh đi được rồi đó. Gã móc điện thoại di động ra bấm máy. Này, Flint, bọn chúng đang ở tại khách sạn Wilton Hotel, phố West 30. Gã tắt máy. Vừa ngước mắt gã nhìn thấy Andrew còn đứng trước cửa. Tanner bồn chồn hỏi. Sao anh lại đứng đó? Liệu tôi có thể đi ngay? Cậu biết chứ, qua Thụy Điển để nhận giải Nobel. Làm sao được, Andrew, chuyện đó đã qua 7 năm nay rồi. À, vậy đó. Andrew bỏ đi về chỗ văn phòng. Tanner ngồi vô bàn nhớ lại chuyện 7 năm trước. Trong một chuyến đi qua Thụy Sĩ cách đây 3 năm, do một cú điện thoại gọi tới. Gã đang tính toán nát óc giải đáp cho ra một vụ sai sót trong tiếp liệu, chợt nghe máy nội bộ reo. Ở bên Zurich gọi cho ông Kingsley. Tôi bận việc quá, không sao, để tôi gặp nói chuyện với họ. Gã nhấc máy. Hello. Tanner vừa lắng nghe, mặt mũi xa sầm. Gã nhọc nhằn nói. Tôi hiểu, bà nói thiệt tình chứ. Ồ, không sao, tôi lo được. Gã nhấn máy nội bộ. Cô O'Donnell, dặn phi công chuẩn bị chiếc Challenger. Tôi sẽ qua Zurich, đi hai người. Madeleine Smith đang ngồi chờ bên trong một nhà hàng thuộc hạng cao cấp ở Zurich. Nàng độ tuổi 30, khuôn mặt trái xoan, tóc cắt ngắn, nước da trắng trẻo. Nàng đang có thai. Tanner bước về phía bàn, Madeleine Smith nhìn thấy liền đứng lên. Tanner Kingsley chìa tay ra. Mời bà ngồi tự nhiên. Gã ngồi xuống nhìn qua. Chào ông, rất hân hạnh gặp ông. Bà nói giọng Thụy Sĩ nghe êm tai. Mới nghe qua lần đầu, tôi ngỡ đùa. Sao? Dân, là một nhân vật quan trọng như ông lặn lội qua đây để gặp tôi. Thật, tôi không dám mơ. Tanner nhếch mép cười. Chuyến đi tôi sắp kể ra đây, bởi tôi được nghe nói bà là một nhà khoa học nổi tiếng, Madeleine. Tôi có thể gọi thân mật là Madeleine được chứ? Ồ, không sao, ngài Kingsley. Ở cơ sở KIG chúng tôi kính trọng nhân tài. Bà có thể về giúp cho chúng tôi. Madeleine, bà làm việc cho tập đoàn công nghệ Tokyo được bao lâu? 7 năm. À, 7 là con số may mắn.
Tôi muốn đề nghị bà vô một chức vụ tại cơ sở KIG với mức lương gấp đôi hiện tại, được bố trí nhà ở riêng. Bà mỉm cười. Chao ôi, thưa ngài Kingsley. Bà thích không, Madeleine? À, tôi thích lắm, nhưng mà lúc này thì chưa thể được. Tanner mặt mày biến sắc. Bà nói sao? Vâng, tôi sắp có chồng và đang có thai. Tanner cười mỉm. Có sao đâu, chuyện đó chúng tôi có thể giải quyết được. Madeleine Smith nói. Còn một lý do tôi không thể bỏ đi được. Tôi đang thực hiện một dự án trong phòng thí nghiệm, sắp đến công đoạn cuối cùng rồi. Madeleine, cái dự án bà vừa nêu, tôi không thấy có gì đáng nói. Tôi mong bà chấp nhận lời đề nghị. Nói đúng ra, tôi có thể sắp xếp đưa bà và vị hôn phu cùng đi. Gã nhếch mép cười. Cho phép tôi được gọi là chồng chưa cưới qua Mỹ cùng một chuyến bay với tôi. Ông có thể đợi hoàn thành xong dự án tôi sẽ đi. 6 tháng, cũng có khi 1 năm. Tanner không nói gì. Bà nói thiệt lúc này chưa thể bỏ đi được sao? Không phải vậy, bởi tôi phụ trách chủ trì dự án đang làm nửa chừng, bỏ đi làm sao được? Bà chợt nảy ra một ý. Qua năm tới, ông thấy sao? Tanner cười mỉm. Được quá. Xin lỗi, cũng vì tôi mà chuyến đi này ông phải về không? Tanner thân mật nói. Không phải là uổng công đâu, tôi muốn qua đây là để gặp bà cho biết. Bà ngượng đỏ mặt. Ông thiệt là tử tế. Nhân tiện đây, tôi mang cho bà một món quà. Chiều nay lúc 6 giờ, tôi có nhờ người mang quà tới. Tên anh ta là Harry Flint. Sáng hôm sau, xác chết của Madeleine Smith được phát hiện dưới sàn nhà. Bếp ga không khóa, bên trong căn hộ mùi khí đốt lan tỏa khắp nơi. Tanner vừa mới hoàn hồn trở lại. Quả thật, Flint đã không làm cho ông thất vọng. Đến lượt Dan Stevens và Kelly Harris sẽ đền tội. Phải diệt bọn chúng thì kế hoạch mới tiến lên được. Chương 26. Harry Flint bước tới quầy tiếp tân khách sạn Wilton Hotel. Chào anh. Chào ông. Người nhân viên quầy tiếp tân nhận ra nụ cười không tắt trên gương mặt gã. Ông cần hỏi việc gì? Dần, vợ tôi là Dan Stevens, đi cùng với một cô bạn vừa mới tới đăng ký ở lại đây. Tôi muốn lên trên phòng dành cho họ chút ngạc nhiên. Phòng số mấy vậy ha anh? Người nhân viên tiếp tân nói. Dạ không được, khách sạn dành riêng cho mấy bà, không tiếp mấy ông. Ông có thể gọi máy đây. Flint đứng nhìn quanh bên ngoài phòng khách. Sao hôm nay đông người vậy? Gã nói. Không sao, chốc nữa mấy bà sẽ trở xuống. Flint đi ra ngoài lấy điện thoại di động bấm số gọi. Bọn chúng đang ở tầng trên, thưa ngài Kingsley. Tôi không được phép lên đó. Tanner lặng thinh một hồi, ngẫm nghĩ. Này, Flint, theo đúng bài bản, bọn chúng sẽ tính chuyện chia tay. Cậu ở lại đó, chờ tôi đưa Caballo tới trợ giúp. Đây là ý đồ của ta. Bên trong căn phòng ở trên lầu, Kelly dặn radio nghe chương trình đài phát thanh ca nhạc. Khắp gian phòng tràn ngập một điệu nhạc rap. Bạn nghe được sao? Dan cáo tiếc hỏi. Nàng không ưa nhạc rap. Nhạc gì mà lạ, ồn ào quá xá. Bà không thích Eminem, còn Kauji và Kelly Ludacris. Bà muốn nghe mấy tên đó hát thôi sao? Kelly nói mỉa. Không, tôi còn thích nghe Symphony Fantastic của Berlioz, A Tuyết của Chopin, Almira của Handel nữa đó. Tôi thích nhất là được nghe. Kelly nhìn theo Dan bước tới tắt radio. Ta lo tính chuyện lúc ra khỏi đây xoay sở ra sao, Stevens. Bà biết ai muốn giúp bọn mình không? Dan lắc đầu. Bạn bè của Richard cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Làm sao tìm được người ủng hộ giúp mình? Nàng nhìn Kelly. Bà thì sao? Kelly khẽ rùng mình. Tôi với Mark sống ở Paris từ 3 năm qua. Quen biết số bạn bè làm người mẫu.
Ngoài ra không còn biết ai, dễ gì họ giúp được ta. Mark, con nói với bà, vì sao phải đi qua Washington? Không, Richard cũng không bao giờ cho tôi hay. Tôi có cảm giác trong vụ này còn nhiều bí ẩn, cũng vì lý do ra đi mà hai ông ấy bị giết chết. Khá lắm, ta biết được lý do, còn cách giải quyết thì sao? Ta tính sau. Đang nghĩ ngợi một hồi, mặt mày hớn hở. Khoan đã, tôi vừa nhớ ra một người có thể giúp chúng ta. Nói hết câu, Dan bước tới bàn điện thoại. Bà gọi cho ai? Người thư ký của Richard. Bên kia đầu dây nghe tiếng. Đây là cơ sở KIG. Vui lòng cho tôi gặp Betty Parker. Bên trong văn phòng, Tanner ngồi theo dõi trên màn hình tín hiệu màu xanh phân tích giọng nói. Gã nhấn nút gọi máy, nghe tổng đài báo. Miss Parker vừa đi ra ngoài. Ông có thể cho biết làm sao để gặp được? Không thể. Bà vui lòng cho biết địa chỉ và số phone. Tôi sẽ cho cô ta... Không sao. Dan gác máy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 9 Bóng Tối Kinh Hoàng. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.